Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 24 tháng 2, xin lỗi là ngày 24 tháng 7 năm 2022. Hiện tại là sẽ có buổi lễ cúng thí tại miếu Bà Thiên Hậu. Đây là điểm để phát những chiếc thẻ. Và phía trên tòa nhà mình đang đứng là sẽ có một điểm để phát những chiếc thẻ. Và phía đối diện đằng ngay cái bảng, các bạn thấy là có một anh đang bưng cái thau đỏ, đó là những chiếc thẻ. Khi quăng xuống thì người dân sẽ giật để đem đổi thành những vật phẩm nha các bạn. Và cái phần phát thẻ cũng đang chuẩn bị diễn ra. Rồi, những chiếc thẻ đầu tiên đã được ném xuống rồi các bạn. Rồi, bên kia có một điểm nữa. Rất đông vui, rất náo nhiệt nha các bạn. Rồi, có một chiếc thẻ rớt trên nóc nhà rồi. Rồi, té nhào luôn. Rất là đông người đến dự buổi lễ này nha các bạn. Hiện tại trên trục đường này là các bạn thấy là nguyên cái trục đường trải dài từ cổng miếu Bà Thiên Hậu cho đến tận khu vực ngân hàng Agribank của thị trấn Đại Nghĩa, tỉnh Sóc Trăng. Rất là đông vui nha các bạn. Rồi, sau thời gian cũng hơn 3 phút nha các bạn. Hơn 3 phút thì số lượng thẻ cũng đã được phát hết. Và bây giờ là người dân bắt đầu tản ra để đi đến miếu Bà Thiên Hậu để đổi những chiếc thẻ sang những cái vật phẩm tương ứng. Đây các bạn thấy đằng xa, đó chính là cổng miếu Bà Thiên Hậu. Đây.
người dân bắt đầu giải tán rồi nha các bạn. Thì ngoài việc đến đây để giật những chiếc thẻ hay người ta gọi là giật cô hồn, thì phần đông là người dân đến để tham dự, họ chứng kiến tận mắt xem cái buổi lễ được diễn ra như thế nào. Chủ yếu vui là chính nha các bạn. Nên là phần đông lực lượng mà giật được những chiếc thẻ là các thanh niên thôi. Còn thường là người già thì họ cũng không dám vào trong đây đâu các bạn. Và thường là trong các chùa hoặc là phần miếu, người ta trong cái ban quản tự các bạn, người ta dành lại một số phần quà để dành cho những người già. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ đi vào trong khu vực miếu bà Thiên Hậu để ghi lại cảnh đổi quà cho các bạn cùng xem. Và phần video giật cô hồn tại miếu bà Thiên Hậu Cung tại thị trấn Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Chào tạm biệt các bạn.